các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Vợ chồng Kinh Quốc và Lâm Thị Thu Trà bên nhau hơn 10 năm và hiện có một con gái tên Bảo hơn năm nay 7 tuổi. Kinh Quốc kể, cả hai gặp gỡ và mến nhau tại một buổi tiệc của người bạn. Khi đó, nhiều người chỉ kích Kinh Quốc mê tài sản của vợ. Song Kinh Quốc cho biết lúc quen nhau, Thu Trà gặp khó khăn trong kinh doanh. Chính anh là người ở bên động viên, cùng chị vượt qua nhiều thử thách. Chưa kể, vì cả hai đều trải qua đổ vỡ hôn nhân nên rất chân quý tình cảm, cố gắng vun đắp hạnh phúc với nhau. Hiện tại, cả gia đình sinh sống ở Vũng Tàu. Mỗi người bận rộn công việc riêng xong họ thường cùng nhau đi du lịch nhiều nơi trong nước lẫn nước ngoài. Nam diễn viên bày tỏ từ khi tái hôn với Thu Trà, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi theo hướng tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Sau kết hôn, Thu Trà thường sắm xe sang, đồ đắt tiền cho chồng nhưng kinh quốc không sử dụng nhiều. Anh vẫn ưa thích dùng xe máy đi công việc, mặc đồ vừa túi tiền nhưng thoải mái. Ban đầu cô cũng khó chịu, song dần chấp nhận và tôn trọng sở thích của chồng. Ngoài ra, vợ chồng họ tuyệt đối không can thiệp công việc lẫn nhau, dạch dòi tài chính. Chỉ khi nào khó khăn lắm, họ mới bàn bạc và hỏi ý kiến nhau. Thu Trà sở hữu nhiều tài sản lẫn bất động sản. Ngoài biệt thự ở Vũng Tàu, cô vừa hoàn thành hai căn nhà mới cuối năm 2020. Sinh nhật của Thu Trà vào ngày 6 tháng 1. Hàng năm, cô đều tổ chức sinh nhật, tạo dịp họp mặt gia đình lẫn bạn bè. Ngoài con gái út với Kinh Quốc, cô còn có hai con gái lớn bên trái đều đã trưởng thành. Hai con gái lớn của Thu Trà rất yêu thương, hiếu thảo với mẹ. Ngoài việc chăm chỉ học tập, cả hai đều cố gắng tạo những bất ngờ, niềm vui nhỏ cho mẹ vào những dịp đặc biệt trong năm. Tháng 10 năm 2019 vợ chồng kinh quốc cùng con gái có chuyến du lịch Mỹ nhiều ngày. Tại đây, họ kết hợp thăm người thân và bạn bè. Dưới khung cảnh ngập lá vàng màu thu, họ tình tứ bên nhau và ghi lại nhiều hình ảnh kỷ niệm. Kinh quốc và vợ du ngoạn New York Thu trà chăm chút nhan sắc, nhuộm màu tóc trẻ trung ở tuổi 47. Cô cũng có phong cách ăn mặc sành điệu, cá tính. Vợ diễn viên Đất Phương Nam có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, trong ảnh là ca sĩ Quách Tuấn Du. Song cô hạn chế xuất hiện ở các sự kiện đông người dù chồng thường xuyên vũ dê. Thu trà hội Ngộ Trịnh Kim Chi ở một hoạt động thiện nguyện. Kinh quốc sinh năm 1974. Anh từng là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình như Hướng nghiệp, Đất phương Nam, Áo cưới thiên đường, Hào quang trở lại. Năm 2009, anh kết hôn với nữ đại gia bằng tuổi và chuyển sang làm đạo diễn, sản xuất các phim ngắn phát trên Du Tuyết. Lâm Thị Thu Trà là vợ của Kinh Quốc, sinh sống ở Vũng Tàu. Tối ngày 7 tháng 4, cô và chị dâu Đặng Thị Tuyết Lan, 55 tuổi, cùng ở thành phố Vũng Tàu bị công an thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cảnh sát khám xét nơi ở của hai nghi can cùng trên đường bình giả thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu thể hiện việc cho vay tiền. Hoàng Nam